gì đây? Lại là màn chỉnh nốt rất là quen thuộc. Có lẽ là chỉ cần Zata phải chỉnh thôi, chứ Amoni vừa lấy trận tiếp theo trận trước rồi, trận này cần quá để phải chỉnh. Vâng, hai đối thủ đã vào. Amoni hiện đang là quán quân của hai giải đấu trước. À vâng, chính xác. Cảm ơn Phùng Đình Trung đã lắng nghe. Hiện nay là mình là mèo già, hiện nay mình đang ngồi mình làm bình luận viên hỗ trợ cho anh em nghe cái trận đấu, các trận đấu của chúng ta. Gọi là thay ca cho nhau đấy. Vâng. Amoni và Zata đã bắt đầu. Amoni lần này đã vác ra con bài củ bựa là Ken. Tôi phải nói là củ bựa với anh này, cái cách chơi nó rất là khấm khấm. Còn Zata thì với Rashid. Rashid của anh combo khá là mượt mà, và đặc biệt là setup nó cũng rất là kinh khủng. Frame trap của anh cũng rất là nguy hiểm luôn. Vâng, Rashid đang có một chút lợi thế. Cơ hội đi rồi. Vâng, combo không rảnh. Amoni đánh rất chắc chắn, không có combo bậy nào cả. Rất tỉnh táo, đỡ trên ngay lập tức. Cơ hội đi rồi. Vâng, rất là vớ vẩn. Liên tục là mid combo từ giáo sư. Có vẻ lâu lắm rồi anh chưa sờ vào con Ken này. Có lẽ là với lợi thế là giáo sư đang mid combo tùm lum này, ra tan lên. Ôi rồi, tôi vừa nói xong. Bình tĩnh nào. Ồ không, anh không muốn bình tĩnh, anh DP ngay. Ra ta đang setup gì đây? Ôi không có gì cả, rất là... Thôi xong rồi. Round đầu tiên là cho Amoni. Khá là cân bằng, không có mơ sợ được gọi là hủy hoại, hủy diệt ở đây cả. Rất vững. Không, không ổn rồi. Ồ, liên tục là mid combo từ bên hai phía. Ante rất tốt. Amoni nó bay vào với cái Tatsuo X của mình. Cái Tatsuo X rất là nguy hiểm, rất là bất ngờ. Ồ, mặc dù đã bị nấp nhưng nó vẫn khiến nhiều người phải hoảng sợ với cái Tatsuo X đấy. Hai bên đang cố gì hả? Zata là có chút lợi thế. Amoni là quật được cơ hội. Không, không cho cơ hội. Combo rất tầm bệnh. Rất bình tĩnh. Chống rồi. Vâng, rất hay. Ồ, chưa được. Cơ hội cho Zata rất lớn. Chống rồi. Rất hay. Mọi người đã cổ vũ. Mọi người đã cổ vũ Zata rất nhiều. Vâng. Đúng, đúng như Trung nói, Rashid này đánh rất là hay. Đã có throw. Ken có cái back throw rất là nguy hiểm, lộn hai vòng liền mà ném đối phương vào góc. Khá là hợp với cả một cái lối chơi hard knockdown như kiểu Ken. Rất là kinh khủng, Jimmy cực tốt. Choáng rồi. Múa. Vâng, chết chắc rồi. Vâng, một combo rất hoa mỹ. Lầm cả Sia vào chưa đẹp. KO. Game đầu tiên cho giáo sư. Vâng, Huy Phan đã phải có con comment ông Tần Hà Đô. Rashid cần bình tĩnh hơn. Cả hai nhân vật này đều là hai nhân vật rất mạnh về nấp đao đối phương. Đặc biệt Rashid có khả năng frame trap của mình thì đừng hỏi. Chuối của Rashid không biết lúc nào thò tay thò chân ra được. Ôi, vừa vào mà giáo sư đã vùi dập với cái lôi đánh rất là kinh khủng. Sắp choáng đến nữa rồi. Không. Thôi choáng rồi. Lại bắt đầu bàn múa. Không, liên tục hai show để kéo cây. Lại còn thêm một back throw để kéo một lượng lực rất là lớn. Amoni rất là chuyên nghiệp trong cái khoản này. Đạp, thành công. Hay lắm, combo rất tuyệt vời, vào được góc. Đấy rồi, đã bẫy được một cái show. Bẫy được một cái show là một lượng máu cầu đi là cũng đã ổn. Oh. Lập tức Amoni đã đẩy được đối phương ngược lại vào góc.
đang lấy lại những gì đã mất. Trời rất bựa, tôi nói có sai đâu mà. Đúng. Vâng, anh Trung nói có vẻ chuẩn. Rashid đang không được mắt óc, anh đã không biết là lúc nào. Ôi trời sầm rồi. Vâng, một màn bắt tay rất giao hữu. Amoni đã đứng lên như một vị thần. Vâng, lại một game chiến thắng nữa dành cho Amoni. Vâng, một chiến thắng không quá khó dành cho anh Amoni. Vâng, cá nhân tôi đánh giá thì Zata có một cái kỹ năng khá là tốt đấy, nhưng mà hơi tiếc là anh gặp phải một cái đối thủ là